Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nha Khoa Hân Tâm và tiếp theo chương trình thay đổi răng sứ kim loại thành răng toàn sứ zirconia của chúng ta ngày hôm nay. Thì bên cạnh đây chính là chị Nhàn, chị đến từ Dĩ An, Bình Dương và cũng là vị khách hàng may mắn tiếp theo của Nha Khoa Hân Tâm nhận được cái suất thay đổi này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu cùng với chị Nhàn nhé. Dạ, em xin chào chị ạ. Chị ơi, chị có thể giới thiệu đôi nét về mình cho tất cả các vị khách hàng được không ạ? Nhàn, mình 35 tuổi. Mình đang làm việc và sinh sống tại Dĩ An, Bình Dương. À vậy chị Nhàn ơi, vậy thì cái cơ duyên nào mà chị biết đến Nha Khoa Hân Tâm chị có thể chia sẻ cho em không? Nhờ một người quen giới thiệu, xong mới tìm xuống đây. Dạ, thì khi mà mình đến với Nha Khoa Hân Tâm là mình mong muốn cái điều gì vậy chị? Mình muốn thay đổi răng sứ kim loại thành răng toàn sứ. À, thì sẵn cho em hỏi chị luôn, đó là cái đáp phần răng sứ kim loại của chị là làm bao nhiêu cái và bao lâu rồi chị? Mình làm được, làm 4 cái, 4 năm này. 4 răng sứ kim loại và cũng đã 4 năm rồi mọi người ạ. À. Một cái khoảng thời gian rất là lâu như vậy thì em không biết là cái bất tiện nào hay là chị cảm thấy về mặt thẩm mỹ như thế nào mà mình muốn thay đổi thành răng toàn sứ vậy chị? Tại vì răng sứ kim loại á, nó không đẹp, nó không đẹp như răng toàn sứ. Nên được giới thiệu nên mình xuống đây mình thay. Dạ, vậy cái thời gian lâu như vậy mình thấy là cái phần thân răng nó có gì thay đổi không? Bằng mắt thường mình có cảm nhận gì không chị? Răng mình nó bị đen. Dạ, tức là nó bị đen cái phần viền nướu đúng không chị? Và bản thân cái phần răng sứ kim loại mình mang một thời gian dài thì nó sẽ ánh đen ra và chúng ta có thể dùng mắt thường để mà mình nhìn thấy. Thì điều đó là liên quan đến phần thẩm mỹ đúng không chị? Bằng cách nào mà mình biết được cái chương trình thay sứ của Nha Khoa Hân Tâm vậy chị? Tại vì mình răng mình nó ấy, mình chỉ đến Nha Khoa để mình thay cái răng kim loại lại, nhưng mà được nhờ nha sĩ với bạn tiếp tân giới thiệu mình là Hân Tâm có chương trình là thay hoàn toàn răng kim loại thành răng toàn sứ, nên là mình may mắn được Hân Tâm thay cho mình răng kim loại thành toàn sứ. Khi mà mình nghe cái chương trình như vậy chị có bất ngờ không? Có bất ngờ. Em biết là chị Nhàn cũng như tất cả các vị khách hàng khác, khi mà tâm lý mình đến làm răng thì mình đã chuẩn bị một cái khoản chi phí nho nhỏ rồi. Thì chị Nhàn có tham khảo về các cái dòng răng sứ toàn sứ zirconia này trên Facebook hay trên mạng chưa? Mình có tham khảo mà mình thấy giá nó hơi cao á, mình chưa có điều kiện nên mình chưa làm. Nhưng mà may mắn là nhờ xuống đây cái được Hân Tâm thay cho mình 4 răng. Mình cảm ơn Nha Khoa Hân Tâm gì. Tức là mình bất ngờ mình nhận được cái chương trình đó. Thì khi mà mới đầu thì chị cũng cảm thấy là ngạc nhiên. Nhưng mà hôm nay khi mà chị Nhàn đã chính thức là gắn xong 4 răng toàn sứ rồi, thì cái cảm xúc của chị lúc này như thế nào, chị có thể chia sẻ với mọi người không? Mình rất vui. Mình mong rằng những bạn mà có răng sứ kim loại á, mình được hoàn toàn miễn phí. Hân Tâm là sẽ thay cho mấy bạn là hoàn toàn miễn phí, nên mọi người cứ muốn thay răng toàn sứ sẽ đến Hân Tâm sẽ thay cho mấy bạn bao nhiêu răng cũng được á. Nha Khoa Hân Tâm nói là kim loại, các bạn gắn kim loại bao nhiêu là xuống đây người ta Nha Khoa Hân Tâm thay cho mấy bạn là hoàn toàn miễn phí, bao nhiêu răng cũng được. Dạ, vậy thì nhân qua đây thì chị Nhàn có đôi lời nào muốn gửi đến bác sĩ mà trực tiếp đã làm răng cho chị Nhàn không? Em cũng cảm ơn bác sĩ của Nha Khoa Hân Tâm đã làm răng cho em, để em có hàm răng trắng và đẹp như từ lâu em mong muốn. Dạ, thì hiện tại bây giờ mình có cảm thấy hài lòng với cái hàm răng mới này không chị? Rất hài lòng, mình rất hài lòng với hàm răng mới của mình. Vậy chị Nhàn ơi, thì hôm nay mình đã chính thức gắn răng kết thúc rồi và chị rất là hài lòng với hàm răng này rồi. Nhưng đây chị có muốn đôi lời nào gửi đến với tất cả các vị khách hàng khác, những người mà đang mang răng sứ kim loại hay là đã mang răng sứ nhưng mà chưa đạt độ thẩm mỹ không ạ? Nha Khoa Hân Tâm là cái chương trình có thật nha mọi người. Hôm nay là mình đã gắn răng kết thúc, nên mình chia sẻ với các bạn là chương trình này là hoàn toàn có thật. Tôi cảm ơn Nha Khoa Hân Tâm vì đã có một chương trình ý nghĩa như vậy để giúp cho tất cả mọi người, trong đó có tôi. Tôi hy vọng chương trình ngày càng phát triển và lan rộng để tất cả mọi người cùng biết đến. À, vâng, và kính thưa quý vị khách hàng, thì nãy giờ chúng ta cũng đã được lắng nghe những lời chia sẻ thiết thực nhất từ chị Nhàn, một vị khách đến từ Dĩ An, Bình Dương của chúng ta. Và hiện tại Nha Khoa Hân Tâm xin thông báo với tất cả mọi người luôn là chương trình còn rất là nhiều suất ưu đãi, đặc biệt là cho những vị khách hàng nào mình đang mang răng sứ kim loại hoặc đã làm răng sứ nhưng chưa đạt độ thẩm mỹ.
dù làm ở nha khoa khác hay một nơi nào đó thì cũng có thể là đến nha khoa An Tâm để các bác sĩ nha khoa An Tâm sẽ giúp mọi người tìm được nụ cười lần nữa. Và em cũng xin cảm ơn chị Nhàn vì đã đến với nha khoa An Tâm và đặt niềm tin ở nha khoa An Tâm. Và xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người.